kênh Huyền Vi Interchi của mình nhé. Hôm nay mình sẽ review một sản phẩm, đó chính là Lotion Naturium Skin Conditioner. Đây là sản phẩm yêu thích của mình. Mọi người đã thấy thì mình xài, đang xài giỏ nè. Đây là chai thứ hai mình xài rồi. Thật sự là mình rất là thích chai này luôn á. Nên là mình đã mua cái chai thứ hai và xài. Xài thích lắm mọi người ơi. Thì thôi, nói lung tung quá. Bây giờ mình sẽ đi vô vấn đề chính luôn nha. Bây giờ mình sẽ review ở bên ngoài một xíu. Thì như mọi người đã thấy nè, thì cái bao bì của nó được thiết kế là bằng dạng nhựa trong suốt. Thì với cái thiết kế này á, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy được cái chất lượng sản phẩm ở bên trong. Đây mọi người thấy không? Nó được kết cấu bằng dạng chất lỏng nè. Đó, rất là lỏng. Và nó có màu trắng đục như màu nước vo gạo á. Mà cái màu nước vo gạo này nè, nó không phải là cái màu của cái nước thứ nhất mà nó đục ơi là đục đâu, mà nó là cái nước thứ hai với mọi người. Nó không đục quá mà nó vừa đục vừa trong. Đó, như là mình thấy là như vậy. Đó là cái đầu tiên. Và thiết kế rất là chắc tay cầm. Đó, mọi người thấy không? Rồi, tới màu sắc. Mọi người nhìn thấy màu sắc rất là bắt mắt luôn á. Mình thích cái sản phẩm này vì nó bắt mắt như vậy á. Đây mọi người thấy không? Cái chai thì màu trong nè, cái nước thì màu đục, màu trắng đục, cộng với cái thiết kế mà màu tím xanh này nữa, nó làm nổi lên rất là nhiều luôn. Đây. Thì như mọi người đã biết á, thì cái sản phẩm này được chiết xuất từ hạt ý dĩ. Mà cái hạt ý dĩ trong tiếng Nhật là Hatomugi, nên người ta đã lấy cái tên Hatomugi đó và đặt cho các sản phẩm được làm từ hạt ý dĩ luôn. Thì tên của nó là Naturium Hatomugi Skin Conditioner. Đó là tên đầy đủ của nó nha mọi người, là Hatomugi. Và mọi người để ý đi, tất cả các sản phẩm mà làm từ chiết xuất từ hạt ý dĩ á, nó đều có hình dáng y chang nhau luôn, là màu trắng và màu xanh, xanh tím này nè. Với một cái chai mà 50ml như vậy thì phải xài 2 tháng mọi người, xài được rất là lâu, tiện lợi nữa. Nhưng mà cái chai nó hơi bự, đây là một cái nhược điểm của nó nha mọi người. Nó hơi bự nên là lúc mà mọi người đi du lịch hay là mọi người đi đâu muốn cầm theo thì nó rất là khó. Nên là ở nhà mình cũng xài, nhưng mà mình chiết ra cái chai nhỏ này mọi người. Cầm nó to quá, chỉ có mỗi cái việc là nó to quá là mình không thích thôi. Nhưng mà cũng đúng mà mọi người, 500ml thì nó phải to như vậy chứ. Nên là mình đã chiết xuất ra một cái chai nhỏ như vậy để mình xài. Đó, bạn nào muốn đi du lịch thì mua mấy cái đồ nhỏ nhỏ vậy nè, xong rồi chiết xuất ra và mình xách đi rất là tiện lợi. Còn với chai này với cái giá mà như vậy á, thì mình thấy rất là hời luôn. Vì cái này á, mình vừa làm được toner, mình vừa lấy, mình làm mặt nạ được luôn. Một điều mà mình thích nữa ở cái chai này á, đó chính là cái mùi của nó nữa. Thì theo như hãng ghi á, là không hương liệu, không màu sắc. Đúng rồi, đó, chỉ là màu trắng tinh khiết. Cái mùi của nó là cái mùi của hạt ý dĩ. Lúc mà mọi người mở ra vậy nè, mọi người ngửi trực tiếp á, thì nó hơi mùi cồn. Nó có mùi cồn nha, trong cái sản phẩm này nó có cồn. Nhưng mà cái lượng cồn của nó rất là ít luôn. Nên là nó sẽ không làm các bạn bị kích ứng da. Và cái sản phẩm này á, là đặc biệt là dành cho da nhạy cảm và da dầu luôn. Tất cả mọi loại da luôn. Da mình á, là vừa nhạy cảm mà vừa dầu nữa. Đó mọi người. Thì mình xài mấy cái loại, ví dụ mình xài mà không hợp một phát đó, hoặc là nó nhiều cồn quá, thì da của mình á, bữa sau là nó sẽ bị kích ứng, nó bị nổi mấy cái mụn đi ti nhỏ nhỏ, đầu trắng. Đó, nên là mình ghét lắm. Mình xài cái này á, thì da của mình nó dịu đi rất là nhiều. Lotion Naturium này được chiết xuất từ hạt ý dĩ. Mà hạt ý dĩ có chức năng là làm sáng da, mờ thâm, làm giúp làm đều màu da của mình nha mọi người, và giúp chống lão hóa. Thì ngoài ra, trong cái thành phần chiết xuất này thì còn có vitamin B và vitamin E cùng với các thành phần khác. Và còn giúp giải quyết các vấn đề về da như là lỗ chân lông to nè, làm dịu da khi mà các bạn đi nắng về á. Khi mà đi nắng thì cái da của mình nó bị cháy nắng, nó hơi rát, thì các bạn sẽ lau qua một lớp này thì nó sẽ làm dịu da đi. Và nó sẽ làm dịu đi các đốm mụn .. đỏ đỏ đó. Và nó còn giúp làm giảm phim, mụn dị ứng nữa nha. Thì đợt trước á, mình có xài một cái loại lotion, nhưng mà mình không hợp, xong rồi mình bị nổi mụn .. đi ti quá trời luôn. Cái xong cái mình nghỉ, mình không xài nữa. Rồi cái mình lấy cái này ra mình xài nè, thì công nhận đó là nó dịu thiệt mọi người. Lúc mà mọi người thoa lên đó thì nó mát mát đó, nhưng mà một bữa hai bữa thì nó mới bắt đầu, hai bữa nha, thì nó mới bắt đầu là nó dịu đi á mọi người. Nó không có bị tấy đỏ lên nữa mà nó sẽ dịu đi những cái nốt mụn .. li ti á. Ngoài ra thì nó còn giúp làm hỗ trợ trắng da, giúp da đều màu và làm giảm vết thâm.
mà mụn để lại á. Nhưng mà phải, cái này là phải cần thời gian nha mọi người. Cái mà vết thâm cho cái vết thâm từ mụn á là phải cần thời gian, và mọi người phải kết hợp với lại CC Melano để xài để cho nó thâm, thì như vậy mới hiệu quả mà nhanh chóng được. Chứ một mình cái này á nó không thể nào mà đảm đương hết tất cả các cái công việc, tất cả các chức năng của nó được. Nó có rất là nhiều chức năng nhưng nó chỉ nổi bật một vài chức năng nào đó thôi. Nhưng mà theo cá nhân mình á, mình thấy cái này là cái chức năng của nó mà mình thấy rõ rệt nhất á, là làm dịu đi các đốm mụn đỏ và làm dịu da khi các bạn đi ngoài nắng về á. Thì mình sẽ nói cho mọi người nghe ba cái công dụng mà mình thấy ở cái sản phẩm lotion Naturium này nó rõ rệt luôn nha mọi người. Cái công dụng thứ nhất á là mình thấy nó làm giảm, làm dịu tất cả các cái đốm mụn, cái mẩn mẩn đỏ, dị ứng đó, thì nó sẽ làm dịu rất là nhanh chóng. Khi bạn bôi lên á, nó cảm giác mát lắm. Cái công dụng thứ hai mà mình thấy á là nó căng bóng da của các bạn nha, nó cân bằng độ pH cho da của mọi người á. Khi mà mình rửa mặt xong á, mình thấy cái da của mình á nó không được đẹp. Nhưng mà cái lúc mà mình bôi cái này vô thì mình thấy da của mình bắt đầu nó phục hồi, nó hồi sinh lại luôn á. Nó bóng, nó căng lên. Nó không phải căng rõ rệt đâu, nó không căng thiệt là căng đâu mọi người, mà nó căng lên một cái độ mình nhìn thấy là nó rất là tự nhiên luôn á. Nên là mình rất là thích ở cái điểm đó. Và cái điểm cuối cùng mà mình thích nhất ở cái chai lotion này á là thẩm thấu rất là nhanh. Khi các bạn bôi lên da nó mát, nó thẩm thấu rất là nhanh và sờ vô nó không có gây bết dính. Mình thích lắm luôn á. Tại vì da mình da dầu á, nên là mình xài mình cũng phải suy nghĩ dữ dội, mình đắn đo suy nghĩ là loại lotion nào là hợp với mình thì mình mới xài lâu dài á. Với quan điểm của mình á là cái nào tốt thì mình sẽ xài lâu dài, chứ mình không phải kiểu là mình sẽ đi thử hết tất cả các loại sản phẩm đâu. Mình không phải là người như vậy. Vì cái da của mình nó rất là nhạy cảm. Thì khi mà mình thử nhiều như vậy á, da của mình nó sẽ bị mỏng 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 bớt đi rồi. Nên là khi mà mình biết tới cái sản phẩm này nè, nó chiết xuất từ hạt ý dĩ mà nó lành tính nữa, nó đặc biệt là dành cho da nhạy cảm nữa, mình mua liền luôn. Thì mình thấy rất là hợp với da của mình và mình đã xài tới chai thứ hai rồi. Hôm nay mình đã review cho mọi người xong về cái lotion Naturium này, mong là sẽ giúp ích cho mọi người nha. Khi mà mình xài lotion này xong á, mình thấy rất là ưng và mình cảm giác giống như là cái da nhạy cảm của mình, da dầu của mình hợp với cái hạt ý dĩ hay sao á. Xong rồi mình quyết định là mua thêm kem dưỡng ẩm nữa. Thì cái kem dưỡng ẩm này thì video tiếp theo mình sẽ review về kem dưỡng ẩm này cho mọi người nha. Ở trên thì cũng là tất cả những cái lời mà mình chia sẻ cho mọi người về cái cảm giác của mình khi mà mình xài cái lotion này và mình thấy được công dụng của nó như thế nào. Và mình muốn chia sẻ cho mọi người biết đối với bản thân mình thì nó là như vậy thôi. Thì mình cũng mong là cái video này giúp được cho các bạn phần nào trong sự lựa chọn về sản phẩm phù hợp với da của mọi người nha. Và video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem tới cuối video nha. Bye bye. Hẹn mọi người trong video tiếp theo. Bye.